Xin chào anh em, cảm ơn anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nhé. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Ngày hôm nay sẽ là một cái video trải nghiệm con hàng Ferran Torres phiên bản đội tuyển Tây Ban Nha mới nhất mà Konami đã cho ra mắt nhé. 1m84, 23 tuổi, thuận chân phải. Một con hàng đang thi đấu ngày càng hay trong màu áo tuyển Tây Ban Nha cũng như là câu lạc bộ Barcelona. Vị trí thi đấu là Chris Playmaker, người chơi sáng tạo, kiến thiết cũng như là ghi bàn. Tiền đạo cánh trái, tiền đạo cánh phải, tiền vệ cánh trái, tiền vệ cánh phải cũng như tiền đạo. AI có chạy chỗ cũng như là AI về đột phá nhé. Một con hàng đang thi đấu rất hay. Nhận thức tấn công 85, giữ bóng trong chân 82, giữ bóng 90, kiểm soát bóng trong chân 83, chuyền thấp 76, chuyền bóng 83, dứt điểm 83. Một bộ chỉ số về dây dắt chuyền trọt cũng như dứt điểm tương đối là ổn của Ferran Torres. Độ xoáy không được cao, độ xoáy có 77 thôi anh em. Và anh em mình sẽ bỏ qua cái bộ chỉ số về phòng thủ đi, vì con hàng này đó là con hàng chơi ở vị trí tấn công. Tốc độ 90, tốc độ rất nhanh. Và tăng tốc còn nhanh hơn nữa, tăng tốc 93. Lực sút 82, lực sút cũng tương đối là cao. Bật nhảy thì có bật nhảy 70 và tranh chấp là 67, tranh chấp hơi yếu. Bù lại thì được cái thăng bằng là 82, mức khá rồi. Và thể lực là 81, tần suất sử dụng chưa công thuận, thỉnh thoảng độ chính xác cao, form tiêu chuẩn và kháng chấn thương là bình thường. Skill double tooth, con người hai chạm, scoot move, son con chơ, về bóng gần dày, hitting đánh đầu, in chick đánh gót, vượt tham sút sút một chạm, one tooth pass chuyển một chạm, draw passing chọc khe. Con hàng này thì hơi ít skill sút anh em nhỉ, chỉ có mỗi cái sút một chạm thôi. Bù lại thì được cái skill về truyền thì có truyền một chạm như là chọc khe và skill về tạt, ping pong crossing cũng như là căng bóng căng ngang tầm thấp, nào nút ba. Anh em mình sẽ đi trải nghiệm con hàng Ferran Torres này sẽ thi đấu như thế nào trong màu áo tuyển Tây Ban Nha nhé anh em. Xin mời anh em đến với trận thi đấu ngày hôm nay. Trận đấu ngày hôm nay Ferran Torres sẽ đá trong team của Tây Ban Nha với sơ đồ 4-3-3, đúng với sơ đồ Ferran Torres thi đấu cho Tây Ban Nha ở ngoài đời. Và sẽ đá đúng với vị trí sở trường của Ferran Torres, đó là vị trí tiền đạo cánh phải. Sắm mặc áo của tuyển Tây Ban Nha nhé anh em. Và team bạn team Man City. Đây là Mbappe, không được. Đây là Perry. Mất bóng rồi. Team bạn cắt bóng rất nhanh. Mình trải nghiệm những trận đấu của Ferran Torres thì mình cảm thấy rằng Ferran Torres thi đấu hay nhất vẫn là vị trí tiền đạo cánh phải, thì sẽ phát huy được hết cái phẩm chất của Ferran Torres, đó là tốc độ, sự nát néo cũng như là khả năng gọi là di chuyển thông minh của Ferran Torres. Nếu như anh em để Ferran Torres đá ở vị trí tiền đạo thì sẽ được cái ưu điểm đó là tốc độ nhanh tốt, nhưng mà sẽ ưu nhược điểm sẽ là cái khả năng tranh chấp của Ferran Torres thì rất yếu. Gặp hàng thủ cao to thì đẹp tốt thì Ferran Torres sẽ không có cửa anh em ạ. Mình sẽ để cho Ferran Torres thi đấu ở vị trí sở trường tiền đạo cánh phải để phát huy hết cái phẩm chất của Ferran Torres. Ferran Torres thì hạn chế đó là có rất ít skill shoot, có mỗi cái skill shoot là shoot một chạm thôi, không có nhiều skill shoot khác bổ trợ, cho nên là skill shoot hơi hạn chế. Đây là Ferran Torres, tốc độ rất tốt của Ferran Torres nhưng không thành công. Alfonso Davies của tuyển bạn rất nhanh và đã chơi rất tỉnh trong tình huống vừa rồi. Như vậy là lỗi rồi. Những phút đầu trận này thì hai đội thi đấu rất giằng co và chưa có những tình huống nguy hiểm thực sự diễn ra trong hiệp một này. Đây là Mbappe. Mbappe chuyền cho Messi. Messi này định bật lại cho Mbappe nhưng không thành công. Tuyển bạn đã cắt được bóng rồi. Vinicius Junior của team bạn không thành công. Lampard, Perry mở cánh sang cho Mbappe rất thoáng. Messi. Đây là Lampard, một pha di chuyển thông minh của Ferran Torres, một cú sút vào. Anh em hãy xem lại tình huống làm chậm này. Anh em nhìn lại cách di chuyển của Ferran Torres đi, một cách di chuyển thông minh. Nhận bóng của Lampard và một cú ra chân rất quyết đoán của Ferran Torres bằng chân không thuận của mình. Ferran Torres đã mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay.
Một bàn phòng thủ hay nhưng mà cái khả năng di chuyển của Ferran Torres là rất thông minh và khéo léo trong tình huống vừa rồi, cho nên rằng đã thoát ra khỏi sự kèm cặp của hậu vệ team bạn và đã có tình huống đối mặt với thủ môn, và Ferran Torres đã làm rất tốt công việc của mình. Thế là anh đã mở tỷ số trong tình huống này. Đây là Messi, đây là Ferran Torres này, tốc độ của Ferran Torres. Không, anh định ngọt bóng vào trong mà không thành công. Vinicius Junior, trời ơi, Mbappe di chuyển quá hay trong tình huống này. Một cú cắt mặt của Mbappe, như vậy là team bạn đã có bàn thắng gỡ hòa rồi anh em ơi. Van Dijk và Dennis đã không thể theo kèm mà Mbappe trong tình huống vừa rồi. Một pha chạy cắt mặt của Mbappe và một cú ra chân quyết đoán của Mbappe. Một cú rất căng. Như vậy là rất nhanh chóng thì team bạn cũng đã có bàn thắng gỡ hòa. Lại là một sai lầm nữa của team nha. Trời ơi. Lại là Mbappe. Mbappe chuyển quá hay. Như vậy là team bạn đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 rồi. Lampard là người lập công. Như vậy là hiệp 1 cũng đã kết thúc. Team bạn đã rất nhanh lật ngược tình huống, lật ngược thế cờ trong hiệp 1 vừa rồi. Anh em mình sẽ đến với hiệp thi đấu thứ hai. Hiệp 1 thì Ferran Torres đã có được một bàn thắng. Rồi Lampard, một cú sút của Lampard vào. Như vậy là đang có bàn thắng cho Lampard. Anh em hãy xem này, tình huống làm chậm trong bàn thắng này của Lampard. Một cú sút quá hay của Lampard. Một cú rất căng của Lampard, không cho thủ môn đội bạn có cơ hội cản phá. Như vậy là tỷ số là 2-0. Một trận thi đấu hấp dẫn ngày hôm nay, liệu sẽ có những bàn thắng tiếp theo hay không? Như vậy thì Messi đã ra nghỉ và thay vào là Lewandowski. Vinicius không được, không qua được Mbappe. Rochamani, rồi Peri, Mbappe bật lại cho Cancelo. Một pha kiến tạo của Cancelo cho Lewandowski, một cú sút vào. Cancelo lên rất cao trong tình huống này và một đường chọc khe quá hay của Cancelo, và Lewandowski đã sút bằng chân trái, một cú sút trái phá của Lewandowski. Như vậy là Lewandowski đã có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay, một cú sút búa bổ của Lewandowski sang bằng cách biệt tỷ số 2-0. Một trận đấu gay cấn và hấp dẫn. À xin lỗi anh em, đã nâng tỷ số lên 3-2. Đây là Mbappe. Lampard mở cánh cho Ferran Torres, thoáng qua Ferran Torres, không được. Team bạn phản công về hỗ trợ bóng nó thế nào anh em? Kèm vào Lucha Mani, rồi Peri. Peri ơi, Cancelo. Rồi vậy đã có tình huống phạm lỗi rồi. Tuchamani, đây là Tuchamani. Cancelo của team bạn, một pha mở cánh xong rất thoáng cho Dominic của team bạn. Một Lewandowski. Như vậy là team bạn đang có bàn thắng gỡ hòa 3-0. Một cú sút rất hay của Lewandowski từ ngoài vòng cấm. Ôi dồi ôi, Donnarumma. Quá hấp dẫn trong tình trong trận đấu này. Tỷ số là 3-0 rồi. Lampard, một pha di chuyển thông minh nữa của Ferran Torres. Lampard chọc khe rất vừa tầm. Ferran Torres băng xuống đón nhận đường chuyền của Lampard và đã không thể bỏ lỡ tình huống này. Một pha đưa bóng nhẹ nhàng của Ferran Torres, một pha xử lý khéo léo của Ferran Torres. Tỷ số như vậy đã là 4-3. Ferran Torres đã có được một cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay, và kiến tạo cho Ferran Torres là Lampard với một cú đúp kiến tạo. Và Ferran Torres đã có một cú đúp bàn thắng trong trận đấu này. Một cú sút ngang của Lewandowski. Rất may cho tình huống này là Lewandowski này sút bóng vào cột dọc anh em ơi.
Lampard, Perry, Mané. Như vậy là team bạn đang phản công. Một pha lại là một cú sút nữa của Lewandowski nhưng không thành công. Không có bàn thắng cho team bạn trong tình huống này. Mané. Rồi Mané chuyền ra đây. Perry. Như vậy là trận thi đấu đã đi đến những phút cuối cùng rồi. Và team bạn đang cố gắng để phản công. Liệu có bàn thắng gỡ hòa cho team bạn hay không? Perry, Lewandowski. Phút bù giờ cuối cùng. Một cú sút nữa của Perry không vào. Như vậy là trận thi đấu ngày hôm nay đã kết thúc, tỷ số là 4-3. Ferran Torres thi đấu quá hay trong trận đấu này. Một cú đúp của Ferran Torres. Một trận thi đấu xuất sắc và Ferran Torres đã được chấm 7,5 điểm, một số điểm rất cao cho Ferran Torres trong trận. Xin mời anh em xem lại những tình huống đáng chú ý trong trận đấu này nhé. Một lần nữa xin cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh để giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.